bị rơi xuống bùn đầy cá mập suốt 20 tiếng đồng hồ, nạn nhân ăn ván tre để sống sót. Sau khi uống vài chén rượu mừng lễ tạ ơn thì người đàn ông đã không may ngã khỏi tàu du lịch ở ngoài vịnh Mexico. Nạn nhân may mắn được lực lượng cứu hộ tìm thấy và cứu sống sau 20 tiếng ngâm mình trong nước biển. Chia sẻ với ABC sau khi tai nạn nhớ đời này, thì anh James Michael cho biết là bản thân đã phải gồng mình chiến đấu cho những con sóng lớn, màn ghé thăm của nhiều sinh vật biển giữa lúc cơ thể còn lúc tỉnh mê. Vụ tai nạn này xảy ra vào đêm ngày 23 tháng 11, ngay trước ngày lễ tạ ơn và sau khi anh uống vài ly rượu cùng với hành khách có mặt trên du thuyền. Dù không say nhưng anh cho rằng bản thân mình không nhớ những chuyện xảy ra trước đó, trước khi ngã xuống biển. Người đàn ông chỉ còn nhớ như in những gì mà bản thân đã phải đối mặt trong suốt 20 tiếng đồng hồ để tìm cách sống sót trên biển trong lúc chờ đội cứu hộ tới. Trong 20 tiếng đồng hồ vật lộn một mình trên biển thì anh cho biết có nhiều sinh vật biển ghé thăm như là sứa và một loài vật chưa thể xác định được nhưng có vây khá giống cá mập. Khi màn đêm buông xuống và trong lúc chờ đội cứu hộ thì anh buộc phải ăn những thứ trôi nổi trên biển để duy trì sự sống, bao gồm cả tấm chè bán. Được biết thì vào tối ngày 24 tháng 11, các hành khách có mặt trên tàu du lịch được thông báo rằng con tàu đang đổi hướng di chuyển trong lúc quá trình tìm kiếm và cứu nạn diễn ra. Một người chứng kiến đã kể lại như sau: khi chúng tôi nhận được tin thì ai đó đã bị ngã xuống biển hoặc cố ý nhảy xuống biển, tôi vô cùng là lo sợ. Tôi không biết được bất cứ thông tin gì bởi điện thoại bị mất sóng do con tàu đã di chuyển quá xa phạm vi phủ sóng. Cuối cùng thì chuyện nam hành khách trên tàu đã được lực lượng tuần duyên Mỹ cứu sống sau khi con tàu di chuyển tới nơi có sóng điện thoại và người thân trong gia đình của cô cũng đã gửi hình ảnh cho xem.